Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Gạc Ma Trung Quốc xâm lược và thảm sát không phải chỉ một ngày 14 tháng 3 năm 1988. Việt Nam mất Gạc Ma vào tay Trung Quốc đến nay 33 năm, nhưng vẫn còn những điều chưa được làm sáng tỏ. Việt Nam cần làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo khi Trung Quốc ngày càng hung hăng và đe dọa chiến tranh? Nhà báo Diễn Thi của đài AFA đã phỏng vấn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam về những vấn đề liên quan. Câu hỏi được đặt ra đối với ông Đinh Kim Phúc là xin ông cho biết từ khi nào Trung Quốc âm mưu đánh chiếm quần đảo Trường Sa. Trả lời, ông âm mưu đánh chiếm quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã được Trung Quốc lên kế hoạch từ sau ngày 19 tháng 1 năm 1974, là ngày Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa. Đây là hình ảnh 4 chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tham dự trận hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Trước tình hình đó, trong tháng 4 năm 1975, Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch Trường Sa và đánh chiếm, thu hồi đảo này từ tay quân đội Sài Gòn, bao gồm Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn. Việc Hải quân Nhân dân Việt Nam thu hồi và đóng giữ tại năm đảo quan trọng này đã bước đầu ngăn chặn được âm mưu thôn tính quần đảo Trường Sa của Trung Quốc. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trung Quốc đã vạch một chiến lược khác để thôn tính Trường Sa và xâm lấn chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Thay vì chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh như đã làm ở Hoàng Sa vào năm 1974, Trung Quốc thực hiện chiến lược vết dầu loang và Việt Nam đã trở thành đối tượng tác chiến chủ yếu của Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Câu hỏi tiếp tục được đưa ra là theo ông, sự kiện Gạc Ma có thể gọi là trận hải chiến hay là cuộc thảm sát của phía Hải quân Trung Quốc? Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói, chiến dịch CQ88, tên gọi đầy đủ là chiến dịch chủ quyền 1988, là một chuỗi các hoạt động quân sự trên Biển Đông do Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến hành từ năm 1978 đến năm 1988 nhằm thiết lập chủ quyền kiểm soát đối với các thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chiến dịch tiến hành trong hoàn cảnh có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei cùng tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo Trường Sa và các hành động chiếm đóng quân sự đối với một số thực thể địa lý tại quần đảo này. Vào cuối tháng 12 năm 1986, Trung Quốc cho máy bay và tàu thuyền có cả tàu chiến hoạt động trinh sát, thăm dò từ khu vực đảo Song Tử Tây đến khu vực đảo Thuyền Trài. Trong khi đó, Philippines đẩy mạnh việc vận chuyển xây dựng công trình trên các đảo của họ đóng giữ gồm Song Tử Đông, Patanak. Cùng lúc đó, ở phía nam Trường Sa, Malaysia cũng bí mật đưa lực lượng ra chiếm đóng bãi đá Kỳ Vân. Vào tháng 1 năm 1987, Malaysia chiếm đóng bãi đá Kiểu Ngựa, làm cho tình hình thêm căng thẳng. Đây là hình ảnh đảo Trường Sa Lớn hiện đang được Việt Nam kiểm soát và sử dụng. Trong khi đó, Hải quân Nhân dân Việt Nam vào cuối những năm 1970 và những năm 1980 còn rất mỏng và yếu. Trong tháng 4 năm 1975, nếu như phần lớn các chiến đấu cơ của Việt Nam Cộng Hòa bay sang đất Thái, thì phần lớn các chiến hạm quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy sang Subic Bay của Philippines. Nhưng với quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ chủ quyền với tất cả những gì đang có và bằng máu của những người lính biển. Trận đánh giữ Gạc Ma là đỉnh điểm trong chiến dịch CQ88. Trong trận đánh này, Việt Nam bị thiệt hại, 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 3 người tử trận, 11 người khác bị thương và 70 người bị mất tích. Sau này, Trung Quốc đã trao trả cho phía Việt Nam 9 người bị bắt, 61 người vẫn mất tích và được xem là đã tử trận. Việt Nam đã bị chiếm đảo Gạc Ma nhưng vẫn bảo vệ được chủ quyền tại các đảo Kolin và Lendao cho đến nay. Trong trận chiến vào ngày 14 tháng 3, phía Trung Quốc đã thống kê họ đã bắn tổng cộng 285 viên đạn pháo 100mm, 266 viên đạn pháo 377mm, chưa kể các cỡ đạn nhỏ. Việc Trung Quốc dùng trọng pháo và súng phòng không tiêu diệt 64 chiến sĩ công binh và hải quân Việt Nam tay không đang giữ đảo là một cuộc thảm sát. Cho đến nay, 56 xương cốt của các cán bộ chiến sĩ Việt Nam vẫn nằm lại Gạc Ma,
đã cho thấy bản lĩnh của các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đó trong tình hữu nghị với Trung Quốc như hiện nay. Diễm Thi có câu hỏi tiếp, lệnh không nổ súng hay không được nổ súng trước được hiểu như thế nào, thưa ông? Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói, đã có nhiều tranh luận về tin đồn việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ ra lệnh không được nổ súng. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc nhân kỷ niệm trận chiến ở Đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa vào năm 1988, hình chụp vào hôm 14 tháng 3 năm 2016 ở Hà Nội. Từng là người lính, nhưng tôi không tham gia trận đánh Gạc Ma. Với tư cách là người học sử, dạy học và nghiên cứu lịch sử, tôi cho rằng nhìn toàn cục chiến dịch CQ88 với những hy sinh mất mát của những người trong cuộc, để đến ngày nay Việt Nam mở rộng khu vực kiểm soát của mình lên 21 thực thể địa lý với 33 điểm đóng quân, kiểm soát một vùng nước rộng gần 100.000 km2 trên Biển Đông. Và cũng kể từ năm 1988 cho đến nay, Việt Nam không mất thêm một thực thể nào trên biển. Mệnh lệnh chiến đấu, hãy để các thế hệ lãnh đạo chiến dịch CQ88 và những người trong cuộc lên tiếng. Xin đừng đứng trên bờ mà ngồi trong phòng máy lạnh làm suy yếu niềm tin của nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên đảo, trên biển của đất nước. Nhà bình luận nói như thế. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là sự kiện Gạc Ma phải chăng đã thúc đẩy tiến trình trở lại quan hệ bình thường với Trung Quốc bằng mật ước Thành Đô vào năm 1990. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói tiếp, nếu nói chỉ một sự kiện Gạc Ma vào năm 1988 để dẫn đến tiến trình trở lại quan hệ bình thường với Trung Quốc là không đầy đủ. Tại đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những phương hướng chính về đối ngoại được thông qua đó là sẵn sàng đàm phán để giải quyết những vấn đề thuộc quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Cũng cần nhắc lại là tại hội nghị không chính thức giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Thành Đô trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, có 9 nguyên tắc được thông qua, trong đó có 7 nguyên tắc về mặt quốc tế của vấn đề Campuchia và 2 nguyên tắc về bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Câu hỏi đặt tiếp ra, ông nhận định thực chất quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay ra sao? Nhà bình luận Đinh Kim Phúc nói, kể từ khi tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa vào năm 2007, 14 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường quấy phá uy hiếp an ninh khu vực Biển Đông. Trung Quốc trong các năm gần đây cũng đã liên tục điều các tàu chấp pháp, dân quân biển và các vùng đặc biệt quyền kinh tế của các nước láng giềng, bao gồm có Việt Nam, quấy nhiễu các hoạt động khai thác dầu khí của các quốc gia này. Đây là hình ảnh giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trên Biển Đông của Việt Nam vào hồi năm 2014. Trong 14 năm qua, theo tôi, Trung Quốc có hai hành động tại Biển Đông được coi là đe dọa trực tiếp đến an ninh của Việt Nam. Thứ nhất là việc Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào thêm lục địa của Việt Nam. Trong sự kiện này, cần phải nghĩ đến rằng Trung Quốc đã 30 lần từ chối tiếp xúc với Việt Nam. Thứ hai, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 3 tháng 3 cho hay trong cuộc tập trận ở vùng biển cách xa Hoa Lục nhưng không cho biết rõ địa điểm. Tuy nhiên, tờ báo đưa điện Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông vào ngày 4 tháng 3 lại cho hay địa điểm diễn ra cuộc tập trận là đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974. Tại sao nói chuyện Trung Quốc tập trận đổ bộ chiếm đảo tại đảo Chi Tôn vào tháng 3 năm 2021 nghiêm trọng nhiều lần hơn vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014? Vụ Hải Dương 981 vào năm 2014 là Trung Quốc tìm cách khẳng định chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải và hải phận quốc gia tại khu vực đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã thất bại vì Việt Nam một mặt phản đối trên mặt trận ngoại giao, mặt khác đưa tàu cảnh sát biển ra ngăn cản. Biến cớ này làm cho dư luận quốc tế thấy rằng quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ có tranh chấp, chứ không phụ thuộc vào quyền của Trung Quốc. Cuộc tập trận đổ bộ ở đảo Chi Tôn của quân đội Trung Quốc thì lại nhằm vào mục đích răn đe Việt Nam và các quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc như Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Malaysia. Như vậy, ngoài Việt Nam, các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc có thể có xung đột quân sự với Trung Quốc từ nay đến cuối năm 2021. Từ năm 2021 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và năm 2022 cũng là năm Tập Cận Bình hết nhiệm kỳ Chủ tịch nước thứ hai, tức là nhiệm kỳ 10 năm. Đây là hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự một cuộc họp tập trận hải quân lớn nhất từ trước đến nay trên vùng Biển Đông vào hồi năm 2018.
ông Tập Cận Bình cần một dấu ấn về kinh tế hoặc quân sự để khẳng định mình, hòng tìm thêm một vài nhiệm kỳ nữa. Câu hỏi đặt tiếp ra, với những gì mà Trung Quốc đã làm và đang làm với Việt Nam về Biển Đông, ông nghĩ Việt Nam có nên có giải pháp gì để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hay không? Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trả lời. Trước khi bàn đến giải pháp cho các vấn đề Biển Đông và vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, điều đầu tiên, theo tôi, nhà nước cần phải khẳng định và ra một nghị quyết thành lập huyện đảo Hoàng Sa. Phải có dân, phải có chính quyền và phải có lãnh thổ, vì Trung Quốc đã có cái gọi là thành phố Tam Sa. Đó là yêu cầu đầu tiên mà chúng ta phải làm cho bằng được. Vấn đề thứ hai là vấn đề chiến lược ngoại giao của Việt Nam nói chung và Biển Đông nói riêng là vấn đề tuyệt mật của Đảng và Nhà nước. Vậy, giới nghiên cứu trong nước và các học giả trên thế giới dựa trên những dữ kiện nào để đánh giá, phân tích và góp ý cho được? Và tiếp tục là vấn đề thứ ba là quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay đối với công hàm Phạm Văn Đồng như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Là thừa nhận hay phủ nhận? Những giải thích trên mặt trận truyền thông là ta nói để ta nghe hay nói để toán, quốc tế và công lý nghe đầy? Vấn đề thứ tư là trong lịch sử giao bang giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Trung Quốc từ năm 1949 cho đến năm 1975, ngoài công hàm Phạm Văn Đồng còn có thỏa thuận nào khác được giấu giếm đi hay không? Tại hội nghị không chính thức ở Thành Đô vào tháng 9 năm 1990, ngoài 9 nguyên tắc thỏa thuận để giải quyết vấn đề Campuchia và bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, còn có thỏa thuận nào khác không để giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa? Câu hỏi cũng vẫn đang bỏ ngỏ. Nếu không có câu trả lời cho 4 vấn đề trên thì Việt Nam chỉ còn cách căng mình ra đối phó với Trung Quốc, mà không chỉ có ngày 1, ngày 2, và vấn đề kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế sẽ không bao giờ xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2021 với bản tin Gạc Ma, Trung Quốc xâm lược và thảm sát không phải chỉ một ngày 14 tháng 3 năm 1988. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.